Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập giữa học kỳ 1 hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Cô sẽ ôn các em hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất là rèn luyện thói quen và chủ đề thứ hai là rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. Chúng ta bắt đầu phần thứ nhất là phần trắc nghiệm. Câu số 1. Em hãy cho biết biểu hiện của sự kiên trì, chăm chỉ trong trường hợp sau. Hân dành 30 phút mỗi ngày học từ mới và luyện nghe tiếng Anh để có thể tự tin giao tiếp. Phương án A, không lãng phí thời gian. B, thực hiện đều đặn mỗi ngày. C, thực hiện linh hoạt mỗi ngày. Và D là hoàn thành việc học theo thời khóa biểu. Thì phương án đúng ở đây là thực hiện đều đặn mỗi ngày nhé. Câu số 2. Em đã làm thế nào để xác định được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân? A. Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để bộc lộ điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân. B. Lắng nghe nhận xét đánh giá của các bạn và những người xung quanh. C. Điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân là những điểm có sẵn ở mỗi người, nên ta không cần làm gì cũng xác định được. D. Kết hợp sự đánh giá bản thân dựa trên kết quả giao tiếp với nhận xét đánh giá của mọi người. Thì phương án đúng ở đây chính là lắng nghe nhận xét đánh giá của các bạn và những người xung quanh để biết được điểm mạnh, điểm hạn chế của mình. Câu hỏi số 3. Các biện pháp để kiểm soát cảm xúc. A. Hít thở đều và tập trung vào hơi thở. B. Lấy một cốc nước uống từng ngụm nhỏ. C. Đếm 1, 2, 3, vân vân và tập trung vào việc đếm. D. Cả 3 phương án trên. Rồi, thì câu này câu đúng chính là cả phương án 3 phương án trên luôn. Câu số 4. Em đã làm gì để rèn luyện tính kiên trì chăm chỉ trong học tập? Như thế nào? Đi học chuyên cần, tập trung học tập trên lớp và ở nhà. Chỉ cần làm bài tập đầy đủ, trình bày sạch đẹp. Chỉ học bài và làm bài đầy đủ trước khi kiểm tra. Khi gặp bài tập khó, em nhờ anh chị, người thân làm giúp. Thì phương án đúng ở đây chính là đi học chuyên cần, tập trung học tập trên lớp và ở nhà nhé các em. Câu số 5. Em đã rèn luyện tính kiên trì chăm chỉ trong lao động và cuộc sống hàng ngày như thế nào? A. Thỉnh thoảng tham gia tập thể dục. B. Chỉ làm những việc nhẹ nhàng khi có thời gian. C. Làm những công việc hơi nặng nhọc, vất vả một chút. D. Luôn cố gắng kiên trì để hoàn thành mọi công việc đã nhận. Thì phương án đúng ở đây chính là luôn cố gắng kiên trì để hoàn thành mọi công việc đã nhận. Câu số 6. Việc làm nào thể hiện sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình và ở trường? A. Sắp xếp tủ quần áo, giữ bàn học sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh chung. B. Bày sách vở bừa bộn, vứt cặp sách lung tung. C. Cắn móng tay, bàn ghế kê lộn xộn. D. Cả 3 A, B, C đều sai. Thì cô nghĩ nhiều bạn đã biết được phương án đúng ở đây chính là sắp xếp tủ quần áo, giữ bàn học sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh chung. Câu hỏi số 7. Những việc làm để rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ trong học tập và trong cuộc sống. A. Thường xuyên quét nhà, lau bàn, nhà, lau cửa sổ. B. Gấp chăn màn mỗi khi ngủ dậy, xếp cặp sách gọn gàng mỗi khi học. C. Quét kê bàn ghế ngay ngắn và giữ gìn vệ sinh lớp mỗi buổi học. D. Cả A, B và C. Thì phương án đúng ở đây là thường xuyên quét nhà, lau bàn, lau nhà cửa, dọn dẹp. Câu số 8. Những thói quen tích cực trong học tập và cuộc sống.
lắng nghe những người khác nói thầy cô giảng bài, B hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng hạn, C cả A B đều đúng, D cả A và B đều chưa đúng. Thì phương án đúng ở đây chính là cả A và B đều đúng, có nghĩa chúng ta phải lắng nghe người khác nói thầy cô giảng bài và hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng hạn. Câu số 9. Em hãy nhận diện những điểm mạnh trong học tập và cuộc sống. A. Có khả năng thuyết trình, thành thạo công nghệ thông tin, tính kỷ luật cao. B. Chưa tự giác làm bài tập về nhà, chưa chuyên cần, ngại giơ tay phát biểu. C. Thiếu bình tĩnh, hay lo lắng, không tự tin giao tiếp với bạn bè. D. Chưa tập trung trong học tập, dễ nổi nóng, giao tiếp tiếng Anh chưa tốt. Thì đây là có điểm mạnh ở đây chính là khả năng thuyết trình, thành thạo công nghệ thông tin, tính kỷ luật cao nhé các em. Câu số 10. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm hạn chế riêng, vì thế chúng ta cần A. Cần khắc phục hạn chế. B. Chúng ta cần cố gắng. C. Chúng ta phải luôn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm hạn chế. D. Chúng ta phải cố gắng để hoàn thiện bản thân. Thì câu đúng ở đây chính là chúng ta phải luôn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế. Câu số 11. Biểu hiện của tính kiên trì chăm chỉ trong học tập và cuộc sống. Phương án A. Suy nghĩ kỹ trước khi nói và phát biểu. B. Nỗ lực tìm cách để đạt được mục tiêu. C. Không tiếp tục thực hiện khi thấy khó khăn. D. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. Thì phương án đúng ở đây chính là nỗ lực tìm cách để đạt được mục tiêu. Câu số 12. Em hãy chỉ ra ảnh hưởng của thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ đến học tập và cuộc sống. Gồm có 4 phương án. A. Tiết kiệm được thời gian tìm kiếm đồ đạc cũng như thời gian dọn dẹp. B. Mất nhiều thời gian cho việc tìm đồ ảnh hưởng tới thời gian làm việc hữu ích. C. Không tiết kiệm được thời gian mà không gian sống và học tập còn không thoải mái. D. Không gian sống gây mất thiện cảm với người xung quanh. Thì cô nghĩ các em đã biết phương án đúng ở đây, chính là tiết kiệm được thời gian tìm kiếm đồ đạc cũng như thời gian dọn dẹp. Chúng ta qua phần tự luận thì gồm có 4 câu hỏi. Câu hỏi số 1 là chia sẻ bài học em rút ra được từ sự hình thành và phát triển tích cực của bản thân. Thì cô có gợi ý sau đây về ảnh hưởng của thói quen ăn uống và sinh hoạt là ăn đủ bữa giúp cho cơ thể giúp được đủ năng lượng trong ngày học tập và làm việc. Thứ hai là ăn đủ chất, uống đủ nước giúp cơ thể phát triển cân đối. Thứ ba là uống ít nước ngọt giảm bệnh tật và các bệnh béo phì, tiểu đường. Thứ tư là dậy sớm, ăn sáng, tập thể dục để giúp cho một ngày mới thật nhiều năng lượng học tập. Phần thứ hai là ảnh hưởng đến thói quen suy nghĩ. Não của chúng ta nếu không được tiếp thu những kiến thức mới trong một thời gian dài sẽ khiến cho trí nhớ bị suy giảm. Chúng trở nên lười biếng trong việc tiếp thu những kiến thức mới. Hãy học hỏi nhiều hơn nữa. Việc học hỏi thêm nhiều kiến thức rất bổ ích. Chúng vừa giúp não minh mẫn, lại vừa giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích hơn trong cuộc sống. Và ảnh hưởng của thói quen học tập và làm việc, ảnh hưởng của thói quen giao tiếp ứng xử là giúp cải thiện được ngoại ngữ, giúp tự tin trong giao tiếp và có thể trao đổi và rèn luyện kiến thức dễ dàng, bày tỏ ý kiến riêng trong giao tiếp. Thì các em có thể tìm thêm những cái kinh nghiệm của mình rút ra.
kinh nghiệm tích cực của mình nhé. Chúng ta qua câu hỏi số 2. Thực hiện những việc làm sau để rèn luyện tính kiên trì và chia sẻ kết quả rèn luyện của em. Thì cô có gợi ý là thứ nhất là xác định rõ mục tiêu của bản thân, thứ hai là xác định rõ việc cần làm, cách thức thực hiện từng công việc để đạt được mục đích. Thứ ba là sắp xếp thời gian hoàn thành các công việc đặt ra với tinh thần quyết tâm cao. Và thứ tư, tìm cách đứng lên khi thất bại. Và cuối cùng là luôn đặt ra mục tiêu cao hơn để hoàn thiện bản thân. Chúng ta qua vào câu số 3 nhé. Em hãy kể ra những biểu hiện của tính kiên trì và chăm chỉ, ít nhất 4 biểu hiện. Thì cô sẽ gợi ý, đó là theo đuổi mục đích trong một thời gian dài, nỗ lực tìm cách để đạt được mục tiêu, và là cố gắng vượt qua khó khăn để đi đến đích. Và cuối cùng là, cô gợi ý cuối cùng là làm và thử nghiệm nhiều lần, không nản chí. Dù có thất bại, chúng ta cũng phải cố gắng làm nhiều lần. Và nếu mà các em tìm ra được những cái phương án nào hay thì các em có thể bổ sung thêm. Câu cuối cùng là chỉ ra những tình huống nguy hiểm khi em có thể gặp và đề xuất các biện pháp tự bảo vệ trong những tình huống đó. Thì cô gợi ý có các tình huống, ví dụ đi học về muộn, đường tối vắng vẻ thì nguy hiểm có thể xảy ra là bị bắt cóc, bị bắt nạt, bị lạc đường. Thì biện pháp tự bảo vệ là luôn đu cùng người lớn hoặc đi theo nhóm bạn, hoặc là cái thứ hai là tìm kiếm sự hỗ trợ của những người đáng tin cậy. Thì các em có thể gọi điện cho người thân đến đón, vân vân. Thì các em rồi, tình huống thứ hai là đi bơi một mình không có áo phao và người giám sát thì dễ bị đuối nước, cho nên là biện pháp bảo vệ sẽ là chú ý không đi vào vùng nước sâu và không chơi lâu. Chơi lâu dễ bị nhiễm lạnh và dễ bị đuối nước, và cần mang theo áo phao. Rồi, chúc các em làm bài tốt nhé. Chào tạm biệt các em.